nhà anh ở đâu anh? Ở đây luôn à? Gầm luôn, gầm. Cái này nó ăn được thú hết thì rồi. Nó mịn. Xong bắt đầu là cái dầu ăn vừa pha lên với thuốc nó bám. Nó bám hết rồi. Nói chung là cái gì cũng cần phải khẩu trang đàng hoàng. Đây bán lợn ngay ngày xưa đấy à? Đấy, à đây à, chuồng kìa. Chuồng lợn để lợn nái. Nái con ấy. Nó quay hết. Nó quay hết. Xong anh lấy phát xuống này. Nó tự nguội thì nó tự phát xuống rồi. Đấy, muối bay hết là bầm bầm. Nó chảy vào trong chuồng. Góc của nó.
sát vào góc lên nữa. Tăng lửa lên tí nữa. Còn lửa không? Còn ga không? Mình ấy tưởng hết đến nơi rồi. Đấy. Này anh chỉ phí bao giờ mới hết phí này? Không, mình không hết được. Không hết được. Bây giờ mới gọi là bình ga. Hết rồi.